Từ đầu năm 2014 đến nay, Việt Nam ghi nhận 17.410 trường hợp mắc, 2 trường hợp tử vong. Mặc dù số mắc và tử vong có giảm so với cùng kỳ năm 2013, tuy nhiên một số tỉnh thành phố đã có số mắc tăng như thành phố Hồ Chí Minh tăng 28,9%, Bà Rịa Vũng Tàu tăng 34,4%, Cà Mau tăng 15,5%. Bộ Y tế khuyến cáo mọi người dân thường xuyên rửa tay bằng xà phòng, thực hiện ăn chín uống chín, không cho trẻ ăn bốc, mút tay, ngậm mút đồ chơi, thường xuyên lau rửa đồ chơi, dụng cụ học tập, mặt bàn, ghế, sàn nhà bằng xà phòng hoặc các chất tẩy rửa thông thường. Phần chất thải của trẻ phải được thu gom xử lý và đổ vào nhà tiêu hợp vệ sinh. Theo dõi sức khỏe của trẻ hàng ngày, khi phát hiện trẻ có biểu hiện bệnh, cần cách ly và đưa ngay đến các cơ sở y tế để được khám và điều trị.